nó nhảy cú bóng là hư luôn đó. Rồi, đâu mấy qua bên góc rồi, rồi, rồi. Chạy cho nó bể gạch mà. Không đi ra ngoài cho vô có gì chứ. À, chúng ta đang theo dõi trận thi đấu bóng chuyền giữa hai đội trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu với trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Hai đội đang làm thủ tục trước khi trận đấu diễn ra. Đội trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh mặc áo vàng quần xanh và đội trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu mặc áo trắng cam quần cam. Tỷ số hiện nay đang là 0-0. Lương Thế Vinh giao bóng. Đập bóng tốt. Điểm đầu tiên cho Võ Thị Sáu. À? Điểm cho Lương Thế Vinh 1-0. Đập bóng tốt. Thank you.
lưới rồi. Cổ động viên rồi ơi, nên thôi nói cổ động viên không có mặt. Sao gì? Mạnh vậy luôn hả? Cổ động viên vô tay vậy thôi đại có đi con mình. Trời vậy hả? Ôi ghê quá. Dạ bỏ anh. Rồi. Tạc cơ. Trường Lương Thí Vinh hội ý. Qua trận nữ mà có 10 phút là hết hiệp 1 rồi, cái này rồi 10 phút rồi mà chưa đến đâu hết chứ. Này đúng là từ từ mà đánh nè. Anh Quế ơi, cho em mượn. Go,
quá nguy hiểm. Gừng càng già càng cay mà. Gừng này là quá cay luôn. Bye.
khung giờ này chưa có đánh bao giờ cho nên là sáng hơi quẻ quải lắm. Đánh một giờ chưa được chứ đánh sáng sớm này. Với lại là sáng nay cái áo cái màu nó đậm quá. Trời ơi. Trời nắng này. 13, 18. Anh chưa có bóng. Rất cẩn thận em. Bóng rồi. Điểm cái lưu của mình. 14, 18. Thắng công lên. Ba không thành công để cho Lương Quân 18-18. Trang mất sức nha, mấy trái rồi mất sức đi ra thở không nổi, mấy trái bóng mới lại dần coi vậy đó, mất sức còn 5 điểm là đưa cái dinh đấu lên xong rồi là thở không nổi. Anh Duyên Tranh ơi, cho em mượn cái sân khấu, cho em mượn cái tivi. Bóng quay
đến từ Lâm Thư Vân 18-23. Số 10 Đạt. Số 10 nó còn trẻ. Anh Đạt. Một pha đợi bóng ra ngoài, điểm cho Võ Đình Tám 24-18. Tỷ số hiện nay đang là 24-18. Như vậy thì Võ Thị Sáu đã giành thắng lợi với tỷ số 25-18.